Xin chào cả nhà, xin chào các chú và các chị và các bạn. Vì chú đang có mặt tại một điểm di tích tại Quảng Nam, Tam Kỳ Quảng Nam là nghĩa trang Mẹ Thứ, gọi là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong bất kỳ cuộc chiến nào ấy, bất kỳ cuộc chiến nào giữa anh em với nhau, cuộc chiến nào giữa anh em với nhau mà hai người anh em đánh lộn thì bất kỳ người mẹ nào, người Nam, người Bắc đều có sự hy sinh đối với con gái của họ, những mất mát. Thì vinh danh những người mẹ là bao giờ cũng là điều cần thiết, kể cả bất kỳ thế nào. Và chúng ta thấy những người mẹ là những người hy sinh nhiều nhất. Viếng và những người thăm một điểm di tích của Tam Kỳ, Quảng Nam là nghĩa trang Mẹ Thứ. Đây là một người mà thật ra thì Vũ cũng chưa tìm hiểu lắm về Mẹ Thứ, và sẽ đi quay cho một coi và tìm hiểu thêm cho mọi người nhé. Đây là cái tượng của người mẹ, gọi là Mẹ Thứ. Đây chúng ta nhìn xa xa tượng Mẹ Thứ, và đây là những người con. Trời mới 10 này cũng rất là mát. Đây là người Mẹ Thứ. Rồi anh nó có biết cái xíu về lịch sử của Mẹ Thứ không? Không à? Anh ở đâu? À khách à? À hiện tại vòng trong thì đóng cửa rồi. Đâu rồi đúng rồi. Bé. Không biết lịch sử Mẹ Thứ không? Dạ không. Không à? Con không biết đây đâu biết. Con ở Mỹ Tho mới gì? Ở Mỹ Tho hả? Dạ. Ở miền Tây hả? Dạ. Đây con. Ở đây nè.
coi search Google coi. À, vì chú đến trễ quá nên cũng bây giờ khoảng bây giờ là 6 giờ 4 phút. Đó là bà mẹ Thứ, tên thật là Nguyễn Thị Thứ, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà Nguyễn Thị Thứ sinh năm 1904, mất năm 2010, là người được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà có chồng 9 người con trai và một người con rể và hai cháu ngoại là liệt sĩ. Tức là bà có đến 9 người con đã mất vì chiến tranh, và một người con rể và hai cháu ngoại, tính ra là 12 người, 9 người con. Bất kỳ cuộc chiến nào thì những người mẹ là những người đau khổ và hy sinh. Ở phía đằng sau anh đi, phía đằng sau có thấy gì không? À, nhưng mà đâu có gì đâu phía sau đúng không? Có ảnh với lại hồi xưa hồi nó vô thì có ảnh. À. Phía sau là phía sau lưng không là có vô ra nó có ảnh có với lại nhiều. Sao mà chỉ là phía sau anh không phía sau kìa. Phía sau là phía sau núi kìa. À, chị này ở Mỹ Tho chắc em ở Quảng Nam mà nghe giọng biết Quảng Nam đúng không? À, Quảng Nam mà cũng đâu có làm gì đâu. À. À, có anh chụp giùm tắm được không? Con chụp chú mình tắm nha. Xin chào cả nhà, như vậy là mọi người cũng tham quan cái di tích lịch sử mẹ Thứ, tức là bà mẹ Nguyễn Thị Thứ có 9 người con, một người con rể và hai người cháu mất vì chiến tranh. Để hiểu thêm cái những đau khổ mất mát của những bà mẹ trong chiến tranh. Xin chào cả nhà.